Chào cả nhà yêu thương. Hôm nay là thứ bảy. Ngày thứ bảy của mình đây. Buổi sáng thì đi ra chỗ thở máu, bởi vì mình đã đến kỳ hạn rồi. Ôi giời ơi, mới có 8 giờ mà mình ra đã đông như thế này rồi đây này các bạn ơi. Thì ở chỗ mà thét máu thì ở Canada thì bình thường, mọi người vẫn bình thường. Mà ngày nghỉ nên mọi người đi kiểm tra rất là đông. Thường thì chúng tôi là cứ một năm là phải đi kiểm tra một lần. Thì các bạn thấy ở cái khu vực mà mọi người chờ để mà đến lượt mình chờ vào gặp bác sĩ để thét cái máu hay tim hay đo nhiệt độ huyết áp, nói chung là kiểm tra sức khỏe thì rất là đông. Nhưng mà mọi người thì rất là trật tự và rất là nghiêm đạt, chờ đợi đến số thì rồi. Rất bình an. Thì các bạn biết đấy, lúc đi thử máu là mình phải nhịn ăn nhịn uống đúng không? Rồi sau đó mình thử máu xong mình về thì mình bắt đầu hưởng thụ cốc cà phê nóng hổi vừa thổi vừa uống. Tôi chỉ có cái này thôi đấy, các ông thì chỉ được cái này thôi, nhưng mà bữa sáng của tôi đây, úi giời ơi, thiệt là hiện đại, ăn này là xong mập nhỉ. Ôi đây là phở, phở Dũng Phạm nhá. Sáng của tôi. Cách làm phụ nữ 60 tuổi trẻ. Ôi rồi, trong khi đấy các ông chỉ như này thôi, cuộc đời này mấy ông đàn ông thật rõ khổ. Đúng rồi. Thôi mời các ông ăn phở nha, tôi uống. Cuộc đời mà mấy ông hút thuốc lúc nào cũng phải đứng ở gần cái hít như này nè. Không đứng gần cái hít như vậy thì vợ mấy con với các cháu không cho hút thuốc, tại vì không đủ hôm nay là nhà. Hôm nay là vợ hôm qua là con đi than nên là vợ hôm nay cho hút 2-3 điếu một nước liền trong nhà này là không có đúng nha các ông nha. Lần sau rét các ông phải ra ngoài nha. Ok mấy ông nè đấy, đàn ông Canada khổ như này đây, hút thuốc không được tự nhiên nè đấy. Sau đó chúng tôi đi thăm một người bạn và đã đến nhà bạn của mình. Thì khi đến nhà bạn của mình thì các ông lại tiếp tục ăn uống và hát hò. Vui ơi là vui luôn. Và mình cũng nhập hội, cũng lâng lên đặt xuống ca hát một vài bản cùng với mấy người bạn của mình và chồng của mình. Rất là vui, một thứ bảy hưởng thụ rất là nhiều thứ luôn. Các bạn ơi, những ngày đi làm mệt mỏi rồi, còn những ngày nghỉ thì mình sắp xếp để mình thăm hỏi, vui chơi, nghỉ ngơi nha các bạn. Sau đó mặc kệ các ông muốn làm gì thì làm, mình bắt đầu đi chơi, mình bắt đầu hưởng thụ và mình đi ra shopping. Và mình bắt đầu quay phim, chụp ảnh. Rất đẹp các bạn ơi. Shopping ở Canada rất đông, rất vui và trang trí rất là đẹp. Đây là ở Montmeal đó các bạn. Rất là đẹp nha.
vào ngày nghỉ long weekend, tức là được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Thì ngày thứ sáu là lễ tình nhân, ngày thứ hai là family day. Thì mọi người được nghỉ rất là dài ngày nên là đi chơi, ra shopping rất là đông và hưởng thụ một ngày nghỉ của mình thoải mái, vui vẻ luôn. Các bạn thấy shopping ở Canada rất là đông, rất là vui. Cả nhà ơi cùng đi chơi nha. Mọi người đi chơi vui vẻ, ăn uống rất là đông, rất là vui ở shopping Bonville ngày thứ bảy các bạn. Và không cần phải suy nghĩ đến virus corona ở Canada, mọi sự bình yên các bạn nhé. Chúc cả nhà có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, một long weekend đầy ý nghĩa. Các bạn ơi, mình cùng ra ngoài và cùng hưởng thụ những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời mình nhé. Nào, mình đi nào. Đến Bonville đông lắm các bạn, vui lắm. Mọi người ở đây rất là vui vẻ, rất là đông. Khu vực các cái cửa hàng ăn của Bonville đó các bạn, đông lắm. Mọi người hưởng thụ rất là vui vẻ, thoải mái. Tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn nhiều.